Hello mọi người, đã từ rất lâu rồi Linda không quay gì lên YouTube cả. Và mình cũng đã kéo dài cái video giảm cân khá là lâu rồi. Hôm nay thì cuối cùng mình đã tìm được thời gian để ngồi xuống kể cho mọi người làm thế nào mình đã giảm từ 59 cân xuống 49 cân. Thì trước khi bắt đầu cái video này thì mình cũng muốn kể sơ cho mọi người về những cái chế độ ăn uống mình đã thử. Và đương nhiên là mình cũng sẽ nói về nhược điểm và ưu điểm của những cái chế độ đấy, và sẽ nói cho mọi người cái nào đối với mình phù hợp nhất và đã giúp mình giảm 10 cân. Chế độ ăn đầu tiên mình đã thử là Keto Diet. Trong cái chế độ ăn này thì mọi người sẽ phải cắt giảm tinh bột và sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng thay thế. Thì khi mà mình ăn cái theo chế độ này, thực đơn của mình nó sẽ là 70% chất béo, 20% protein và 10% carb. Ưu điểm của cái chế độ ăn này thì mọi người sẽ giảm cân khá là nhanh. Trong một tuần đầu mình ăn thì mình đã giảm được 2 cân rồi. Và những cái chỉ số như là mỡ trong cơ thể hoặc là đường trong máu thì nó sẽ duy trì rất là tốt. Nhược điểm của cái chế độ ăn này là mọi người sẽ rất là khó theo và sẽ rất là mệt, vì là mọi người phải cắt giảm cái lượng tinh bột đi và cũng không có thể nào có cheat day, vì là một khi mà mọi người đã có một ngày cheat day thì mọi người sẽ phải lại bắt đầu lại từ đầu. Sau khi mà mình ăn theo cái chế độ này thì sau tầm 2 tháng mình đã giảm được tầm 6 cân. Nhưng một thời gian sau, khi lúc mà mình quay trở lại cái chế độ ăn bình thường của mình lại thì mình lại tăng lại những cái cân, số cân mà mình đã vừa giảm rồi. Vậy nên là mình cũng không theo được chế độ ăn này. Chế độ thứ hai là Intermittent Fasting. Trong cái chế độ ăn này thì mọi người sẽ chỉ ăn trong khung giờ từ 6 tới 8 tiếng, và thời gian còn lại thì mọi người chỉ có thể uống nước, uống trà, hoặc là uống cà phê, không đường và không sữa. Ưu điểm của chế độ ăn này thì mọi người sẽ không phải bỏ những cái món ăn mà mọi người thích, và cơ thể của bạn sẽ khi nào cũng rất là tỉnh táo và không bị mệt. Nhược điểm của cái chế độ ăn này là không phù hợp cho những người đang muốn tăng cơ. Và đối với mình thì mình thấy rất là khó ăn uống trong vòng 6 tới 8 tiếng thôi, và thời gian còn lại mình phải nhịn đói. Mình là một người rất thích ăn đêm và ăn sáng, vậy nên là mình cũng không theo được chế độ này. Chế độ tiếp theo là eat clean và tính calo. Không biết mọi người như thế nào, nhưng mà đối với Linda, khi mà mình phải kiểu giới hạn mình ăn cái gì và giới hạn cái số lượng calo ấy, thì mình cảm giác rất là bị kiểu stress và căng thẳng về cái việc giảm cân, và nó diễn tới cái vấn đề binging, là kiểu ví dụ như là sáng mình ăn uống rất là healthy, trưa ăn healthy, tối ăn healthy, nhưng mà đến đêm ý thì mình kiểu mình muốn ăn cả thế giới đấy, nên là mình cũng không phù hợp với cái chế độ ăn này. Và cuối cùng là cái chế độ ăn mà mình cảm thấy phù hợp nhất đối với mình là intuitive eating, ăn theo trực giác. Trong cái chế độ ăn này thì mọi người sẽ không phải lo lắng về cái vấn đề đây là đồ ăn healthy hay là không, và mọi người không phải cắt giảm những cái món mà mọi người yêu thích. Chế độ ăn này thì mọi người sẽ cần lắng nghe cơ thể của mình và ăn tới mức mà mọi người cảm thấy lưng lưng bụng, kiểu no nhưng mà không no quá. Đấy, mọi người không bao giờ nên ăn cố trong cái chế độ ăn này. Mình thì khi lúc mà mình ăn theo chế độ ăn này thì mình vẫn ăn fast food, mình vẫn ăn McDonald's, mình vẫn ăn mì tôm, mình vẫn ăn đêm. Quan trọng là mình ăn tới mức mà mình cảm thấy đủ no là được. Khi mà mình ăn theo intuitive eating thì mình không bao giờ gặp phải cái vấn đề như là binging, và mình không gặp vấn đề stress và căng thẳng về vấn đề là mình đã phải giảm cân. Nên là mình nghĩ cái chế độ ăn này rất là phù hợp cho những bạn mà hay bị binging hoặc là hay bị căng thẳng trong cái quá trình giảm cân. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người một số tips mà đã giúp mình giảm cân hiệu quả hơn. Thứ nhất là ăn chậm lại. Khi mà mình ăn chậm lại thì có nghĩa là mình nhai đồ ăn kỹ hơn và khiến cơ thể của mình và dạ dày của mình tiêu hóa cái đồ ăn này nhanh hơn. Thứ hai là ưu tiên ăn rau trước khi mà mình bắt đầu ăn cái món mà mình yêu thích. Thường ý là mình ăn được tầm một bát cơm, nhưng mà ví dụ như là bữa cơm đấy mà mình ăn ưu tiên ăn rau trước thì mình sẽ ăn tầm nửa bát cơm là mình đã thấy no rồi, và mình cũng cắt giảm được một chút tinh bột. Thứ ba là bắt đầu sử dụng những cái bát và cái đĩa nhỏ hơn. Đây là mình đánh lừa cái tâm lý của mình ấy, là khi mà mình ăn những cái đĩa nhỏ và bát nhỏ thì mình cảm giác là mình ăn rất là nhiều, mình vẫn ăn hết cái bát và mình ăn hết cái đĩa đồ ăn đấy, nhưng mà thực tế thì mình đã giảm được cái số lượng đồ ăn mà mình đang ăn đấy. Tiếp theo, thứ tư là uống một cốc nước 20 phút trước bữa ăn của mình. Như thế thì bụng của mình nó sẽ đã lưng lưng no rồi, và cái lúc mà mình ăn thì mình sẽ không bị ăn nhiều quá. Thứ năm là những lúc mà mình cảm thấy hơi đói thì mình sẽ uống nước trước, và sau khi mình uống nước mà mình vẫn thấy đói thì mình sẽ đi ăn. Những lúc cơ thể của mình khi mà mình khát nước ấy thì nó sẽ ra tín hiệu cho mình là như là mình đang đói. Thứ sáu là tin tưởng vào quá trình. Ở Nga có câu là Moskva như sao rồi, có nghĩa là Moscow không phải xây dựng trong vòng một đêm, nên là mọi người phải tin tưởng cái quá trình giảm cân của mình, đừng có quá vội, và mọi người phải đặt mục tiêu ra là mọi người giảm cân không để đẹp
mà để tốt cho sức khỏe của mình. Thứ bảy là mọi người không bao giờ nên tin tưởng vào những thuốc giảm cân, vitamin giảm cân và trà giảm cân. Mấy cái thứ đấy nó chỉ đưa cho mình một cái hiệu quả thời gian đầu thôi. Nói chung là mọi người, cơ thể của bạn chỉ mất nước thôi. Và thật ra thì nó cũng rất là hại cơ thể. Và sau khi mọi người uống cái thuốc giảm cân đấy, mọi người có thể tầm tụt 2-3 cân thời gian đầu. Nhưng mà khi mà mọi người ngừng uống cái thuốc đấy thì mọi người sẽ tăng lại cân rất là nhanh, có khi lại còn tăng hơn. Mình có rất là nhiều người quen mà đã từng uống thuốc giảm cân và sau khi ngừng uống thuốc giảm cân, mọi người lại phì ra rất là nhiều, phì ra tăng lên rất là nhiều cân. Và tips cuối cùng là tập tành. Mình khuyên mọi người một ngày ít nhất tập 15 phút. Tuy là khi lúc mà mình giảm cân, 80% là do cái chế độ ăn uống của mình và 20% là chế độ tập. Thì khi lúc mà mình tập thì mình vẫn có thể giảm lượng mỡ và tăng lượng cơ. Và khi mình tập nữa thì nó sẽ có release cái endorphins. Endorphins là hormone hạnh phúc. Thì mình cảm thấy trong cái thời gian giảm cân, cái đấy là rất là quan trọng, là mình phải cảm giác thoải mái và hạnh phúc. Trong cái thời điểm giảm cân thì mỗi ngày mình vẫn dành ra 15-20 phút để mình tập. Và mình tập theo những cái bài trên YouTube thôi. Mình là một người rất là ghét tập cardio, mình ghét chạy lắm ý. Nên là mình sẽ tập những cái bài nhẹ nhàng, mình cảm thấy thoải mái khi lúc mà mình tập. Quan trọng là ngày nào mình cũng tập thôi. Và một tuần thì mình cũng dành ra một buổi để mình tập cardio. Ở dưới phần mô tả video này thì mình vẫn sẽ gắn link những bài tập mà mình đã tập trong thời gian mình giảm cân. Và đây là cũng là cái kết thúc của cái video này. Mong mọi người đã tìm được cái thông tin mọi người cần trong cái video giảm cân của mình và có thể áp dụng những cái tips mà mình đưa ra. Thật ra là một trong cái lý do mà mình mãi không quay cái video này vì là mình rất là ngại ngồi nói chuyện trước camera, tiếng Việt của mình không được tốt ấy. Nên là mình rất là khó nói ra cái suy nghĩ của mình. Nên mong mọi người thông cảm. Và nếu mọi người đã thích video này thì ủng hộ Linda một cái like và subscribe nhé. Cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người giảm cân thành công và bye bye.